Hi, xin chào các bạn đã trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Pixelmon. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe và nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Thì trong tập ngày hôm nay mình sẽ làm về những Pokemon Trade nha các bạn. Đó, những Pokemon mà có thể tiến hóa bằng cách trao đổi với người chơi khác nha. Và đầu tiên thì mình sẽ cần là một cái máy Trade Machine nha. Đây, công thức của cái Trade Machine là đây nha các bạn. Nó chế tạo rất là dễ thôi, từ 4 cái linh kiện mà chúng ta sẽ ghép lại được thôi nha các bạn. Đây, Stray Monitor nè. Đó, Stray Holder Right. Đó, cái này là để bên phải nè. Stray Holder Left, cái này là để bên trái. Và Stray Panel. Đó, đây là cái bảng nha các bạn. Đó, rất là xịn luôn. Ok, ghép 4 cái này lại thì chúng ta sẽ có được một cái Stray Machine rồi. Và công thức của những cái này nó rất là đơn giản thôi. Chúng ta chỉ cần chuẩn bị đủ cái số Aluminum Plate là được. Đó, để mình vô đây mình coi thử mình có bao nhiêu cái place rồi. À, có 2 cái à, trời ơi. Vậy mình sẽ còn đập thêm 19 cái nữa nha các bạn. Đó, chúng ta sẽ còn 2 cái, 21 cái aluminum place nha. Ok, đập luôn nè. Ồ, gọn trơn. Đây, mình sẽ tiến hành đập nhanh luôn nha các bạn. Với cái búa này chúng ta có thể đập với cái tốc độ rất là kinh khủng luôn đó. Ok, trời ơi, quá xịn luôn. Các bạn có thể thấy không, đập nó nhanh kinh khủng luôn. Rồi, xong rồi, mình sẽ cất lại cái cây búa này nha các bạn. Rồi, hết tác dụng rồi. Bây giờ mình sẽ cần lấy thêm redstone nha. Để mình kiếm coi, trong mấy cái rương này mình có để không. Redstone, rương này không có rồi, mấy cái này cũng không có luôn. Chết rồi, có khi nào mình hết redstone không ta? Để chúng ta đi tìm một cái coi. Không có redstone rồi. À, bên đây có thêm một miếng nè. Dưới đây lại có thêm khá là nhiều luôn đó. Rồi, mình sẽ chế tạo luôn cái tray monitor nha. Nó cần một cái tấm kiến các bạn ơi. Thôi, mình sẽ dùng những cái glass này để mà chế tạo luôn nha các bạn. Chúng ta sẽ tạo ra những cái tấm kiến, 16 tấm kiến luôn. Và chúng ta chỉ cần một cái thôi, mình sẽ bỏ lại 15 cái nha các bạn. Đây. Bỏ lại 15 cái. Rồi, chế tạo luôn cái tray monitor nha. Đó, cái đầu tiên. Tray monitor. Nó bị dính vào cái con chuột của mình luôn. Tiếp theo là cái tray holder right nè. Tray holder left. Và cuối cùng là cái tray panel nha các bạn. Rồi, chúng ta sẽ ghép lại thành một cái tray machine. Một cái máy là quá đủ rồi. Ok. Tập hôm nay chúng ta sẽ tiến hành đi tray Pokemon nào. Mình sẽ tiến hành đặt cái máy ở ngoài đây nha. Đó, cho nó đẹp. Chỗ này đi. Rồi, chỗ này có vẻ khá là đẹp đó. Mình sẽ đặt luôn cái PC gần đây luôn đi. Để chúng ta chuyển Pokemon cho nó lẹ đó nha các bạn. Đó, đây là những Pokemon huyền thoại và Ultra Beast của mình. Còn ở đây là những Pokemon mà mình sẽ trade trong ngày hôm nay nha. Đây, mình sẽ cất con Ashes vào. Đó, rất là nhiều Pokemon mà chúng ta còn phải trade luôn nha các bạn. Quá chừng quá đất luôn nè. Nguyên một bảng luôn đó. À, và trong đây nó cũng có một vài cái con Pokemon mà mình đã có rồi. Đó, mặc dù là phải trade nó mới tiến hóa được. Đó, đây là Kingdra nè. Đó, Politoed. Còn Poliwrath là cái dạng song song với Politoed nha các bạn. Ok. Rồi, đầu tiên mình sẽ chọn cái con Kadabra nè. Còn tiếp theo sẽ là con gì đây? Machoke. Rồi, Revealer. Ba con luôn. Rồi, và cuối cùng sẽ là con gì đây? Có vẻ đó sẽ là con Hunter rồi các bạn ơi. Đó, Hunter. Ok, đây là 6 con đầu tiên nha các bạn. Mình sẽ tiến hành trade luôn. Những con này thì chúng ta sẽ chỉ trade thôi và không cần giữ cái vật phẩm gì cả. À, trước tiên mình phải mở cái mạng LAN để cho mình đăng nhập một cái tài khoản khác vào nữa chứ. Đây, mở mạng LAN anh em ạ. Đó, mở mạng LAN. Rồi, bây giờ mới trade được nè. Ok, con đầu tiên sẽ là con Kadabra nha các bạn. Trade con Kadabra. Và bên kia mình sẽ chọn con Litten. Đó. Rồi, trade thôi. Ok, và nó đang bắt đầu tiến hóa rồi nè. Nãy mình quên. Mình đang chơi hai cái tab lận. Đây, Kadabra của chúng ta nó đã tiến hành lên cái con Alakazam rồi các bạn ơi. Wow, nó cầm hai cái muỗng nhìn rất là điêu luyện luôn nè. Nhìn xịn quá ta. Wow,
khá là xịn luôn các bạn ơi. Nhìn râu ri nó kìa. Wow, quay muộn nữa chứ. Quá xịn, quá xịn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành chuyển cái con Kadabra này qua lại nha các bạn. Đó, chúng ta sẽ trade qua lại một lần nữa để cho cái tài khoản chính của mình nó sở hữu thôi. Đó, trade qua lại nha các bạn. Đây, trade qua. Đó, và chúng ta đã có được con Alakazam rồi nè. Quá xịn. Nó đây các bạn ơi. Ồ, quá ngầu luôn. Đây, wow, nó quay muỗng luôn kìa. Trời ơi, con gì bằng nữa. Nó đi đâu vậy? Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành trade cái con thứ hai. Đó chính là con Machoke nha các bạn. Rồi, vẫn là Machoke và Litten nha. Trade cho nó nhanh thôi. Đây, Machoke của chúng ta nó đang bắt đầu tiến hóa luôn rồi nè. Đó, đây là con lực sĩ anh em ơi. Wow, nó mặc quần slip luôn này nè. Quá xịn luôn. Ok, và Machoke của chúng ta nó đã tiến hành lên con Macham rồi nè. Bốn tay luôn. Wow, quá tuyệt vời luôn. Đó, Macham bốn tay anh em ơi. Có vẻ là hai cái tay trên lưng nó dài hơn đó. Để mình sẽ trade qua lại nha các bạn. Chúng ta sẽ trade qua lại thôi. Rồi, mình đã có được con Macham rồi nè. Wow, thiệt là xịn. Nó có cái đai đấu sĩ luôn anh em ơi. Nhìn nó rất là ngầu luôn. Trên đầu nó để cái tóc ba sọc nữa chứ. Ok, rồi bây giờ mình sẽ tiến hành trade cái con tiếp theo. Đó là con Hunter nha các bạn. Hunter này là cái con kích cỡ bự đó. Rất là bự luôn. Đây, Hunter. Wow, nhìn nó xịn chưa. Để mình coi nó sẽ lên con Gengar như thế nào đây. Con Gengar này có vẻ khá là mập anh em ơi. Wow. Nhìn mặt nó rất là bự luôn nè. Trời ơi. Gengar. Ok, để mình chuyển qua lại coi. Chuyển qua lại. Đó. Rồi, Gengar. Chúng ta đã sở hữu được cái con Gengar rồi nè. Gengar. Nhìn hai con mắt nó kìa. Kinh quá chưa. Ồ, 709 con trên 809 con rồi. Wow, quá xịn luôn các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục trade ba cái con Rayvealer này nha. Mình có một con Rayvealer thường, một con Shiny và một con Rayvealer của cái vùng Alolan nha các bạn. Rồi, tiến hành trade luôn. Đầu tiên sẽ là cái con thường trước nha. Đó, trade con thường trước thôi. Quá xịn luôn. Rayvealer thường. Để mình cài, nó lên con gì nào. Wow, nó tính chạy đi đâu vậy. Con này thì kích cỡ nó hơi bị nhỏ anh em ạ. Và nó lên một cái hòn đá luôn. Đây là con Golem nha các bạn. Con này nó có skill Self-Destruct nè. Rất là mạnh luôn. Skill tự phát nổ đó, mạnh lắm. Rồi mình sẽ trade qua lại coi. Đó, trade qua lại. Tiếp theo mình sẽ tiếp tục với con Rayvealer Shiny nha. Tiếp tục với em Shiny. Shiny Rayvealer. Siêu xịn luôn. Đây. Wow, con này thì sẫm màu hơn anh em ơi. Cha la, và nó cũng sẫm màu hơn luôn rồi nè. Nó màu nâu cam nè. Wow, khá là đã luôn. Rồi, mình sẽ cũng trade qua lại luôn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ trade tiếp con Alolan Rayvealer nha. Đó, trade luôn cho nó tiến hóa. Wow, Alolan đúng là cái dạng đặc biệt thật. Để mình coi. Nó sẽ lên con Golem như thế nào đây. Và con Golem nó có hai cái gì ở trên lưng đó các bạn ơi. Nhìn rất là lạ luôn. Rồi, trade qua lại một lần nữa thôi. Lúc nào trade đi cũng phải trade về hết. Rồi, ok, mình đã sở hữu ba con Golem. Ba cái dạng Golem luôn. Con thường, con Shiny và con Alolan rồi nè. Alolan thì nó có vẻ đặc biệt hơn các bạn ơi. Nó tính đi đâu vậy? Tính chạy đi đâu hả? Nhìn nó nhảy nhảy kìa bạn ơi. Trời ơi, rất là bựa luôn. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục chọn cái những cái con Pokemon tiếp theo để mà trade nữa nha. Con Pokemon tiếp theo mình sẽ trade đó chính là Bondor nha các bạn. Đây, nó đây. Đây là con Bondor Shiny nha. Còn con gì nữa không ta? Để mình suy nghĩ xem. Còn con gì không? Còn con Phantom nè. Con Pumkapu.
và hai con nữa. Đó chính là con có vẻ như là Sira và con Poliwhirl nha các bạn. Đó, hai con này luôn. Ok. Thì bốn con đầu tiên chúng ta sẽ không cần dùng vật phẩm, chỉ còn trade bình thường nó sẽ tiến hóa thôi. Còn với hai con là Poliwhirl và Sira chúng ta sẽ cần sử dụng hai cái vật phẩm. Đó chính là Dragon Scale, vẫy rồng. Và King Rock nha các bạn. Đó. Đá Cô Vu. Đây, King Rock. Ghê chưa? Rồi, Dragon Scale mình sẽ đeo cho con Sira này nha. Và King Rock thì mình sẽ đeo cho con Poliwhirl. Quá xịn luôn. Ok, đầu tiên mình sẽ trai cái con Bondor này trước cái đã. Bondor. Trai thôi anh em ơi. Và cái con Bondor này nó có vẻ như là không tiến hóa anh em ạ. Có vẻ bị lỗi rồi. Để mình thử với cái con Bondor thường này coi như thế nào nha các bạn. Đó, đây là con Bondor thường của mình nè. Mình sẽ trai. Bondor thường thì nó lại tiến hóa anh em ơi. Có vẻ là cái bản mod này nó đang bị lỗi với cái con Bondor Shiny rồi. Trời ơi, xong tôi luôn. Đây, và Bondor thường nó đã tiến hóa lên cái con Gigalith rồi nha. Con này thì nhìn rất là đẹp luôn. Nhìn rất là cute luôn. Rồi, mình sẽ trade qua lại để mà sở hữu cái con Gigalith này cái đã. Đây, Gigalith. Ok, tiếp theo mình sẽ tiến hành trade cái con Girder này nha các bạn. Girder. Girder. Pokemon lực sĩ. Nó đang bắt đầu tiến hóa rồi nè. Ui các bạn nhìn cơ bắp của nó đi. Nhìn rất là cuồn cuộn luôn. Đi đâu vậy? Nó chạy ra ngoài này rồi nè. Và ta-la. Ui, nó đã vác hai cái trụ bằng xi măng thay vì vác cái cây sắt rồi các bạn ơi. Kinh khủng chưa? Đây mình để mình trade qua lại coi. Đây Conkeldurr. Quá xịn luôn. Tiếp theo mình sẽ trade cái con Phantom nha các bạn. Đây, Pokemon cây. Ma cây. Đó, Phantom. Nó bắt đầu tiến hóa rồi nè. Khá là xịn luôn. Phantom. Và ta-da. Nó đã lên con Trevenant. Đó, Trevenant. Con này là đúng là cái con ma cây thực sự anh em ơi. Có một con mắt nè, ghê vãi chưởng. Để mình trade qua lại coi. Trevenant. Ngon. Đây, quá xịn luôn. Đây, Conkeldurr. Nó đây các bạn ơi. Murrelander. Cái ông này ở đâu vậy? Ở đâu xuất hiện anh em ơi? Rồi, để mình khóa ông lại coi. Tự nhiên khá là may mắn. Hôm nay lại gặp ông Murrelander luôn. Tí mình trade xong mình sẽ học skill cho Pokemon của mình nha các bạn. Học skill cho Ashes nè, cho con Monstress nè, và một vài cái con khác nữa. quá đã luôn. Ok, rồi. Chúng ta sẽ quay trở lại với cái những cái con Pokemon trade thôi. Hồi nãy mình đang tính cho các bạn coi cái con Conkeldurr này cái đã. Nè, Conkeldurr nè. Nó vác hai trụ xi măng luôn các bạn. Con Girder thì nó vác cái cây sắt thôi. Con này đúng là lực sĩ. Kinh thật sự. Tiếp theo là Trevenant. Ma cây. Một mắt. Nhìn rất là ghê luôn nha anh em. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục trade cái con Bumkabu này nha. Đó, con bí ngô nha các bạn. Bumkabu. Và nó đang tiến hóa rồi nè. Bumkabu. Để coi nó lên con gì nào. Nó chạy đi đâu vậy? Âm mưu chạy đi đâu hả? Và nó dài ra luôn các bạn ơi. Nó đã thành một trái bí già luôn rồi nè. Rồi, quá là xịn luôn. Một trái bí già luôn. Để chúng ta trade qua lại coi. Trade qua lại. Đây là Gugis nha các bạn. Gugis. Đây là một cái quả bí. Bí hay bầu vậy ta? Bí chứ. Bí thật sự luôn. Ok, quá ngon rồi. Rồi, tiếp theo mình sẽ tiến hành trade hai con cuối cùng nha các bạn. Mình sẽ tiến hành trade hai con cuối cùng luôn. Đó chính là con Sira. Đó, nó đây các bạn ơi. Rồi, mình phải dùng cái Dragon Scale, tức là vẫy rồng đó, để cho nó tiến hóa lên với con Kinra. Bởi màn hệ rồng đó các bạn ơi. Ok.
Để bây giờ mình sẽ tiến hành trade luôn nha. Đây, các bạn có thể coi Sigra. Sigra nó sẽ tiến hóa khi chúng ta trao đổi với người chơi khác nè. Và nó giữ những cái item đó chính là Dragon Scale, tức là vảy rồng đó. Ho ho, ghê chưa. Rồi, trade luôn nào. Trade luôn cái con... À, đâu rồi? Trade luôn cái con Sigra này đi. Sigra. À, trade luôn nha các bạn. Chala, và nó đang bắt đầu tiến hóa rồi nè. Wow, đây là em cá ngựa nha các bạn. Cá ngựa. Và nó đã tiến hóa lên cái con Kindra rồi nè. Kindra thì mình đã có sẵn rồi, tại vì mình có đi câu cá đó các bạn à. Nên chúng ta đã có sẵn được cái con đó rồi. Rồi, và tiếp theo mình sẽ tiến hóa luôn cái con Poliwhirl nha các bạn. Đây là Kindra nè. Ghê chưa. Poliwhirl thì chúng ta sẽ cần Kindrock, đá của nhà vua. Nghe rất là ghê nha. Poliwhirl. Nói chung là hai cái dạng tiến hóa của Poliwhirl các bạn có thể bắt được trong tự nhiên nha các bạn. Đây. Nhưng mà mình thích dùng cái cách trade cho nó đầy đủ luôn. Tập hôm nay là về những cái Pokemon tiến hóa bằng trade mà. Poliwhirl đây nè. Nó đã tiến hóa rồi các bạn ơi. Tiến hóa rồi cơ. Khá xịn, khá xịn. Nó nhảy nhảy nữa cơ. Và nó đã biến thành con. Ghê chưa. Wow, đây là Politoed nha các bạn. Wow, rất là xịn luôn ha. Politoed. Ok, trade qua lại cơ ơi. Trade qua lại. Politoed đã về tay mình rồi nha các bạn. Nó đây. Rất là xịn luôn. Con này thì cực kỳ dễ thương luôn các bạn ơi. Đây, mình đã có sẵn luôn rồi nè. Sigra, có sẵn một con. Politoed cũng có sẵn một con luôn rồi nè. Ghê chưa. Rồi, tiếp theo mình sẽ cất những con Pokemon mà mình đã tiến hóa rồi nha các bạn. Chúng ta sẽ lấy những con chưa tiến hóa ra nha. Rồi, cất hết vô. Lấy hai con này ra luôn. Còn con nào nữa không ta? Con này nè. Con đây. Ở đây mình có một cái con Poliwhirl nha các bạn. Đây, mình sẽ cho các bạn coi. Poliwhirl. Nó đây. Đó, đây là một dạng tiến hóa song song của con Poliwhirl nha các bạn. Đây, các bạn có thể search cái tên như thế này. Wiki. Poliwhirl. Evolution. Poliwhirl. Đây, Evolution. Đó, nó sẽ cho chúng ta hai dạng, một dạng là tiến hóa bằng Water Stone, một dạng bằng tiến hóa bằng phương pháp trade mà giữ đá của nhà vua nha các bạn. Xịn chưa. Ok, còn nhiêu tiền hơn nữa. Rồi, để bây giờ mình sẽ tiến hành đeo những vật phẩm cho những cái con Pokemon này cái đã. Mình quyết định chọn một cái list như thế này để mà tiến hóa. Đầu tiên chúng ta sẽ cần hai cái vật phẩm, đó chính là Deep Sea Scale đó, và Deep Sea Tooth. Răng biển sâu và vảy biển sâu để đeo cho hai con Slambert nha các bạn. Đeo hai cái đó thì nó sẽ ra hai cái dạng khác nhau nha. Đầu tiên mình sẽ tiến hóa cái dạng đầu cho các bạn coi nha. Đây là cái dạng đầu tiên của Slambert nè. Ở trong cái con Slambert nó có con gì nữa nè. Wow, nhìn khá là xịn ha. Slambert. Và nó bây giờ biến thành con cá rồi hả. Đây là con Gobish nha các bạn. Gobish. Nhìn nó xịn quá ta. Wow, sao từ cái con cái ngọc trai mà nó, cái con trai nó đã biến thành con cá vậy ta. Để mình đổi qua coi. Đổi về lại. Đây, Gobish. Tiếp theo mình sẽ là cái dạng thứ hai của Clambert nha các bạn. Rồi, nó cũng đang bắt đầu tiến hóa luôn rồi nè. Quá xịn luôn. Clambert. Và Chala. Cái dạng này nó có tên là Huntail nha các bạn. Và cái dạng này mình biết sao là nó phải dùng Deep Sea Tooth rồi. Tại vì răng nó kìa các bạn ơi. Rất là nhọn luôn. Rồi, đây chính là hai dạng sau khi Clambert đã tiến hóa rồi nè. Đây, Gobis và Huntail. Một dạng là có răng và một dạng là có vảy nè. Khá là xịn luôn. Ok. Bây giờ mình sẽ tiến hóa những em Pokemon còn lại nha các bạn.
Đầu tiên để chúng ta lấy những cái vật phẩm bổ trợ là cái đã. Đây, Magma Riser. Mình sẽ đeo cho con Magma nha các bạn. Và cái thứ hai đó chính là Elastizer. Mình sẽ đeo cho con Elastabus nha. Đó, tiến hóa hai con này luôn nha các bạn. Nó như cái bộ đôi vậy đó, rất là xịn luôn. Đầu tiên sẽ là con Magma trước nha. Phải đeo vật phẩm như vậy thì nó mới tiến hóa khi mà trade được nha các bạn. Còn nếu không đeo thì trade qua không thôi, nó không có tiến hóa được. Đây, Magma nè. Nó vẫn đang còn cái tester 2D rất là xấu. Và để mình coi khi tiến hóa lên. Tester 3D nè anh em ơi. Nhìn nó mượt hơn ngay, rất là đẹp luôn. Đây là Magma Mota nha. Trời ơi, trade Magma Mota qua lại thôi. Magma Mota khá là xịn. Tiếp theo mình sẽ trade luôn cái con Elastabuzz này nha các bạn. Elastabuzz. Má xịn quá xịn. Chạy đi đâu vậy hả? Và nó sẽ tiến hóa lên con. Elastivire. Elastivire. Khá là xịn luôn. Trade qua lại luôn anh em ơi. Trời ơi, con di băng nữa. Elastivire. Đây, mình sẽ cho các bạn coi Magma Mota và Elastivire nha các bạn. Quá đẹp luôn. Quá xịn, quá xịn. Ok, lại thêm hai em Pokemon Trey nữa rồi. Rồi, tiếp theo sẽ là con Swirlit nha các bạn. Swirlit này thì chúng ta cũng cần phải đeo vật phẩm bổ trợ, đó chính là cái Whip Stream này nha. Đó, Whip Stream. Đó, và mình sẽ lấy cái Frisk để mà tiến hóa luôn cái con Feebas nha các bạn. Đó, thì những cái vật phẩm như thế này các bạn có thể kiếm được từ cái cách mở rương nha. Nói chung là cứ mở rương thật là nhiều thì nó mới có cơ hội có những cái này nha các bạn. Hoặc là đi đánh boss nữa. Đó, nhớ nha, mở rương và đánh boss thì chúng ta sẽ có được những cái vật phẩm bổ trợ như thế này đó. Rồi, đầu tiên là con Swirlit nha các bạn. Đây, xịn chưa, xịn chưa. Nó đã bắt đầu tiến hóa rồi nè. Cái gì vậy? Con Raticate này. Trời ơi, nó phá đám tôi. Tôi đang coi tiến hóa mà. Trời ơi, mình vừa xử xong cái con Raticate các bạn ơi. Thiệt là khổ. Để mình coi thử coi. Đây, đây chính là cái con tiến hóa của con Swirlit nha các bạn ơi. Đây là Stubbub. Trời ơi, nhìn nó cũng khá là ngố nè. Nhìn cái lưỡi nó kìa. Trời ơi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hóa luôn cái con Feebas nha. Feebas tiến hóa luôn. Các bạn phải đeo Wrist Scale cho nó thì nó mới tiến hóa được nha các bạn. Feebas. Nó đang bắt đầu tiến hóa rồi nè. Và Tala. Ui, Milotic. Con này thì cực kỳ đẹp luôn các bạn ơi. Đây là thuộc top những cái con Pokemon đẹp nhất của cái series này nè các bạn ơi. Xịn chưa. Milotic. Đúng là lột xác anh em ơi. Rất là đẹp luôn. Trời ơi, con như băng nữa. Con này chúng ta có thể cởi được nhưng mà không có thể chạy được ở trên cạn anh em à. Cũng khá là đáng buồn. Milotic. Đã chưa, đã chưa. Rồi, thế là xong rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành tiến hóa những cái em Pokemon còn lại nha các bạn. Rồi, cất mấy con này vô cái đã. Đây, Rizzy nè. Mình sẽ lấy thêm con Onix nè. Con Dust Club nè. Con Cider nè. Còn gì nữa không ta? Lấy thêm con Cider nữa. Rồi, mình đã có đủ cái đội hình rồi nha các bạn. Đó, đầu tiên mình sẽ đeo Sarchet cho cái con Rizzy cái đã. Mém quên tên nó rồi. Rizzy. Đây, đeo Sarchet để cho nó tiến hóa nha các bạn. Rồi, tiến hóa đi mày, Rizzy. Xịn chưa, xịn chưa. Và Rizzy của chúng ta đang bắt đầu tiến hóa đây nè. Và nó lên. Cái con chim cực bự luôn. Mắt tròn. Trời ơi, cực kỳ dễ thương anh em ơi. Để mình trade qua lại cái được. Đúng là con gì băng nữa. Phải xịn như vậy chứ. Đây,
Đây, đấy là aromatics. Wow. Nhìn nghe cái tên rất là giống bột giặt nha. Aromatics. Bây giờ mình sẽ tiến hành dùng protector, cái đai bảo vệ để mà đeo cho cái con Raiden nha các bạn. Đây, Raiden. Và chúng ta sẽ tiến hành trade nó thôi. Trade cái con Raiden này đi. Đó, trade một phát nè. Ồ, sao Raiden này nó bự vậy? Wow, nhìn rất là ngầu anh em ơi. Đây, đây bắt đầu tiến hóa rồi nè. Để mình coi tiến hóa lên nó sẽ trông như thế nào đây. Wow, và đây là Rhyperior các bạn ơi. Wow, nó cao kinh khủng luôn. Cái đuôi nó cũng thành cái dạng chì luôn rồi nè. Còn gì bằng nữa. Rồi, để mình trade qua lại coi. Trade con Rhyperior này qua lại coi. Đây, nó đây các bạn ơi. Rhyperior, sao nó cao như vậy? Nó cao vãi chưởng luôn. Wow, và chúng ta không thể cởi được nó anh em à. Con này muốn cao gấp đôi mình luôn rồi nè. Để mình coi thử nó cao bao nhiêu cái đã. Chúng ta sẽ dùng cái cái Pokédex để coi. Ồ, cao 2m4 hả? Wow, cũng kinh đấy chứ. 2m4 luôn. Ok, Rhyperior. Rồi, tiếp theo mình sẽ tiến hành lấy Metacross để mà đeo cho con Onix nha các bạn. Chúng ta sẽ tiến hóa em rắn đá này luôn. Onix. Rồi, trade coi. Wow, con rắn đá này thì trời ơi, nó to vãi chưởng luôn anh em ơi. Trời ơi, kinh khủng chưa? Onix của mình nè. Và nó đã biến thành con Steelix rồi nha. Ai da da, cái lửa này tự nhiên đốt tôi hả? Wow, Steelix này thì nó được cái đầu bự anh em à. Và cái mình thì nó cũng khá là bự đó. Đây, để mình trade qua lại coi. Để mình coi thử nó bự cỡ nào. Chúng ta sẽ ra ngoài này để mà coi được. Ra ngoài này mới đủ rộng để mà coi đó các bạn à. Đây, Steelix của mình đây rồi nè. Cái đuôi nó cũng khá là dài đó. Wow, và nhìn cái màu nó khá là đặc biệt ha. Steelix. Xịn chưa, xịn chưa? Và hình như mình phát hiện cái em rắn này nó bị súng răng anh em ơi. Trời ơi, nó súng hết hai cái răng rồi nè. Vãi chưởng thật, súng hết hai cái răng luôn. Trời ơi. Rồi, để mình trade cái con tiếp theo nha. Con Dust Club thì chúng ta sẽ cần cái Ripper Claw. Đây, tiến hành trade nó luôn nha các bạn. Dust Club. Trade nó thôi. Con này thì nhìn rất là đẹp nha. Dusclops. Wow, nhìn nó khá là giống phù thủy ha. Ghê quá. Và wow, quăng lên nó đẹp hơn nữa anh em ơi. Và con này sao nó giống cái bông nhiều quá vậy? Nhìn cái miệng nó nè. À quên. Đúng rồi, cái miệng rồi nè. Trời ơi, ghê quá vậy. Cái miệng hay là cái áo ở giữa bụng anh em à. Kinh quá hả? Để mình trai qua cái coi. Đây là con Dusknoi nha các bạn. Wow, xịn chưa? Vẫn là một mắt. Nhưng mà lần này nó bị mất cái chân rồi. Nó bay luôn. Con ma anh em à. Ghê chưa? Rồi. Rồi mình sẽ tiếp tục trade cái con Sider này nha các bạn. Vẫn đeo Metal Coat cho nó nha. Đó. Metal Coat. Rồi, tiến hành trade Sider luôn. Mình đã đợi cái ngày này rất là lâu luôn rồi. Trade nó thôi anh em ơi. Đến lúc cái con Caesar nó sẽ được ra lò rồi đó. Cider. Và đã chưa. Và có vẻ nó hơi nhỏ một xíu ha. Caesar. Hơi nhỏ anh em à. Và chúng ta cũng không thể cởi được nó luôn. Ôi sao bất công vậy. Lúc chưa trade thì cởi được, mà lúc trade rồi thì không có cởi được. Đây, Caesar nè. Trời ơi, không cởi được luôn nè. Tiếc quá hả? À. Trời ơi. Thì không thể tin được mà. Rồi, thôi kệ đi. Giờ mình sẽ tiếp tục trade cái con Pokemon còn lại trong list của mình. Và dùng King Rock nha các bạn. Đá của nhà vua. Đó chính là con Slowpoke. Pokemon chậm chạp nha các bạn. Nghe tên cũng biết rồi, Slowpoke. Pokemon chậm chạp. Rồi, ở đây bắt đầu tiến hóa rồi nè. Wow, xịn chưa, xịn chưa. Slowpoke. Và nó đã tiến hành lên cái con Slowking rồi các bạn ơi. Wow, nhìn quá đẹp luôn.
Slogan để mình chuyển qua lại coi. Đây, slogan của mình đây các bạn ơi. Ồ, đẹp chưa? Ủa, nó không có tay hả? À, nó vắt tay ngoài sao? Trời, con này đúng là nhà vua có khác. Và đổi cái vương miện thành con ốc nữa chứ. Rồi, bây giờ mình chỉ còn 3 con Pokemon còn lại thôi. Đó, mình sẽ tiến hành trade 3 luôn 3 cái con này nha các bạn. Đây, đầu tiên là con Porygon nè, con Selmet và con Karablast nha các bạn. Chỉ còn 3 con thôi. À, quá gọn gàng luôn. Rồi, đầu tiên sẽ là con Porygon trước đi. Đó, Porygon mình sẽ còn dùng những cái vật phẩm như sau. Đó chính là một cái upgrade nè và một cái dubious disc nha các bạn. À, đầu tiên thì mình sẽ cần đeo upgrade cho cái con Porygon này nè. Đeo upgrade cho nó và trade nó thôi. Đeo upgrade rồi trade thì nó sẽ tiến hành tiến hóa thôi nha các bạn. Porygon. Wow, con này nhìn khá là bự ha. Và ui, tiến hóa lên nó lại nhỏ lại anh em ơi. Đây là Porygon 2 nè. Ồ, có vẻ như là version 2.0. Wow, nhìn nó thon hơn nè, có vẻ năng động hơn nữa. Rồi. Tiếp theo thì mình sẽ chuyển con Porygon 2 qua lại cho mình cái đã. Rồi mình sẽ lại bỏ cái dubious disc vào. Để mà trade nó một lần nữa nha các bạn. Dubious disc. Đó, bỏ vào trade một lần nữa để cho nó tiến hóa tiếp. Cái dạng cuối cùng của Porygon nha các bạn. Đấy, trade luôn. Trade nè các bạn ơi. Wow, cái dạng này nó gọn quá à. Để mình coi tiến hóa lên nó còn như thế nào nữa đây. Và đây là Porygon Z anh em ơi. Hả? Con này từ 4 chân nó đã còn 3 chân rồi nè. À, khá là xịn ha. Porygon Z. Đó, để mình coi thử coi. Đây. Một cái chân nó giữ thăng bằng và hai chân còn lại nó xoay anh em à. Có vẻ như nó xoay để nó di chuyển đó. Ghê ta. Rồi, tiếp theo mình sẽ có hai con, đó chính là Selmet và Karablast nha các bạn. Để mình sẽ cho các bạn coi cách thức hai con này tiến hóa nha. Đây, Selmet Evo. Đó, và Karablast Evo. Cái con Selmet thì nó sẽ tiến hóa thành cái con Esselgon khi mà nó trade với cái con đối phương sẽ là cái con Karablast nha các bạn. Và con Karablast nó sẽ tiến hóa lên Excalibur khi mà đối phương trade của nó sẽ có con Selmet nha. Nói chung khá là rối não đây. Trade qua trade lại nè. Và ở đây Karablast của mình nó đang tiến hóa nè. Trời ơi. Karablast. Đó, nó sẽ tiến hóa lên con gì đây? Đây là Excalibur nha các bạn. Đây là một cái dạng mà mình đã nói nè. Excalibur nhìn nó khá là giống đấu sĩ ha. Theo mình thấy hai con này nó trade qua trade lại á, kiểu như là nó sẽ kết hợp với nhau để mà tạo thành một cái combo mon mới các bạn ạ. Hình như là vậy đó. Rồi tiếp theo mình sẽ trade luôn cái con Karablast. Trade Karablast thì con Selmet nó sẽ tiến hóa nha các bạn. Đó, nói chung thì cả hai con nó đều tiến hóa cả. Các bạn có thể thấy nè, hai con tiến hóa một lúc luôn rồi đó. Một bên sẽ là con Excalibur và một bên sẽ là con Acelgon nha. Quá ngon luôn. Acelgon. Quá xịn rồi. Ok, để mình cho các bạn coi. Đây là Excalibur và đây là Acelgon. Wow, con này thì cực kỳ mạnh luôn nha các bạn. Rồi con Excalibur này thì nhìn rất là lạ ha. Nó thuộc hệ bọ và hệ thép anh em ạ. Cũng xịn đó. Và con này thì chỉ thuộc hệ bọ thôi. Quá hay luôn. Ok, thế là mình đã xong những em Pokemon đã trade rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành tiến hóa Mega tụi nó luôn nha các bạn. Đầu tiên là cái con Scissor nha. Rồi, tiến hành Mega nó luôn nha các bạn. Wow, con này tiến hóa lên mình không có cởi được, buồn thiệt chứ. Wow, và Mega lên thì nó cực kỳ ngầu luôn. Nó biến thành hai cái kẹp luôn rồi nè. Hai cái tay á, nó biến thành hai cái kẹp luôn. Quá đã. Đây, Scissor. Tiếp theo sẽ là con Alakazam nha các bạn.
quay muỗng nữa kìa, ghê chưa. Và nó đã nó đã giác ngộ được các bạn ơi. Cái dạng mega nó thì cực kỳ đã luôn. Năm cái muỗng bay xung quanh nữa chứ, đúng là tâm linh thật sự anh em ạ. Rồi tiếp theo là Ginga nha. Con này mình rất là khoái nè, nhìn nó cũng quá là mẩm mỉm luôn. Và đây là Mega Ginga nha. Đã chưa. Một nửa cái thân còn lại của Ginga, của con Mega này á, thì nó ở thế giới bên kia nha các bạn. Sao mình thấy cái chân của nó kìa. Nhìn cái chân, cái màu mắc cười đó anh em ơi. Ok, để mình tiến hóa luôn hai cái dạng còn lại của con Mewtwo nha các bạn. Đây là dạng Mega Mewtwo X nha. Có vẻ nhìn nó khá, nó thon hơn rồi nè. Rồi, đây mình sẽ tiến hóa luôn cái dạng Mega Mewtwo Y luôn nha các bạn. Và Mega Mewtwo Y Tala. Xịn chưa. Cái đầu nó dài vãi chưởng luôn. Một con thì, con này mình cưỡi được nè. Trời ơi, mình tính nói là một con đuôi dài, một con đầu dài. Con này cưỡi được luôn nè. Và con Mega Mewtwo X thì mình vẫn cỡ bình thường anh em ạ. Nãy giờ thì mình cũng có học skill tại ông Movie Learner rồi. Ok, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Hôm nay mình đã tiến hóa những em Pokemon mà phải train rồi nha các bạn. Nếu thấy video này hay, đừng quên bỏ lại một like, subscribe và nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Ngoài ra nhớ comment ý kiến của bạn ở phía bên dưới video này. Và đừng quên like fanpage Fury Gaming để cập nhật những thông tin mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.